Làm đẹp là nhu cầu của hầu hết chị em phụ nữ. Làm đẹp không chỉ đơn giản là sự trau chuốt cho hình thức bên ngoài, mà còn là sự bổ sung các dưỡng chất, tạo nên sự thay đổi từ bên trong làn da, cơ thể. Thị trường mỹ phẩm ngày càng đa dạng, không phải cứ đắt mới là tốt nhất. Chọn mỹ phẩm phù hợp, an toàn mới là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, làm sao để chọn được loại mỹ phẩm cho phù hợp và làm sao để sử dụng hiệu quả nhất thì không phải ai cũng biết. Vichy xin giới thiệu đến các bạn bộ 3 mỹ phẩm thiên nhiên Vichy hiện nay: mặt nạ yến Vichy, gel tan mỡ giảm cân Lipo Slim, kem body Musk White Skin dưỡng trắng da toàn thân, cũng như cách sử dụng những sản phẩm này sao cho hiệu quả nhất nhé. Với mặt nạ yến Vichy, đầu tiên bạn cho một lượng nước sạch vừa phải vào bát sạch, sau đó hòa bột yến với nước, khuấy đều cho đến khi tạo thành hỗn hợp bông sệt, rồi thoa đều hỗn hợp đó lên da. Theo nghiên cứu, trong tổ yến được hình thành từ dãi của chim yến, có tới 18 loại axit amin có thể làm da căng bóng, sáng mịn. Bên cạnh đó, hoạt chất enzyme trong da yến có thể hạn chế melamin, giúp loại bỏ vết đốm, nám ở trên da, mang lại cho da một sức sống mới. Mặt nạ yến có thể sử dụng cho cả da yếu, da nhạy cảm, da khô, da hỗn hợp. Tuy nhiên, với da yếu, rất dễ mẩn đỏ, ngứa, bạn chỉ nên dùng mặt nạ yến 2 lần một tuần, mỗi lần 10 đến 15 phút. Với da khô và da hỗn hợp, bạn có thể dùng 3 đến 4 lần một tuần, mỗi lần 15 đến 20 phút. Sau khi đắp mặt nạ từ 15 đến 20 phút, bạn gạn bỏ hỗn hợp tổ yến trên da, massage khoảng 5 phút để da hấp thụ các dưỡng chất tốt hơn. Lau mặt bằng khăn ấm rồi rửa lại với nước sạch. Sử dụng mặt nạ yến đều đặn và cảm nhận sự thay đổi của da bạn nhé.